Cô là người nhà bệnh nhân Trường phải không? Dạ vâng ạ. Tôi dặn một chút nhé. Bố cô đang tiến triển khá tích cực. Dạ. Nhưng tránh xúc động mạnh để đề phòng nguy cơ tai biến. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi. Cô Tuyết. Cô Tuyết. Cô Tuyết. Có cháu ở đây rồi. Cô xuống dưới nhà tìm mua gì ăn đi cho đỡ mệt. Thì cháu ngó bố giúp cô với nhá. Vâng. Bố, bố thấy trong người thế nào rồi ạ? Con ốm mà con. Dạ, con không sao ạ. Kể cho bố. Lúc con nói với nó, nó bảo sao? Nó nói những gì nhá? Hai bố con mình để lúc khác nói chuyện đi ạ. Bác sĩ dặn là... Nói cho bố. Nó bảo sao? Anh ta thừa nhận tất cả bố ạ. Thằng khốn nạn. Nó nhầm vào bố. Nhưng bố, bố phải bình tĩnh. Bác sĩ dặn bố nên tránh kích động đấy ạ. Anh ta sẽ không dừng lại thế này đâu. Bố hứa với con, bố phải thật vững vàng bố nhá. Tình hình căng đấy. Bây giờ Lan Hà đang cần một người đứng ra để giải quyết. Hay là anh cứ mạnh dạn về Lan Hà đi. Có anh ở bên cạnh. Lúc này Hà đứng ra, tôi sợ mọi người còn hoang mang hơn cơ. Tại vì ai cũng biết em không có chuyên môn mà. Thế bây giờ em ủy quyền cho anh Nghĩa thì sao? Anh nghe đây. Bây giờ tin hối lộ mà lọt ra ngoài được khác gì là thông báo Lan Hà phá sản. Bây giờ nhà báo đánh hơi được rồi. Thì mọi chuyện bùng bét ra chỉ là vấn đề thời gian. Thôi thôi em ạ. Bỏ đi. Đợi bố tỉnh lại rồi tính.